Hello anh em, lại là Hoàng Cung Ca đây. Và dạo gần đây thì mình để ý là trò Naraka này có rất nhiều là bạn mới chơi. Thế nên là lần này mình sẽ làm một cái video mà nói về việc là những bạn newbie, những bạn mới chơi chưa biết gì về game thì cần phải chú ý những gì để có thể từ newbie trở thành pro trong một nốt nhạc. Mà có vẻ nốt nhạc này hơi dài thì phải. Về nội dung của video lần này thì chúng ta sẽ chia ra thành hai phần. Phần thứ nhất đó là kinh nghiệm và phần thứ hai đó là phần kỹ thuật. Thì kinh nghiệm là bao gồm những thứ mà khi mà các bạn vào game, các bạn sẽ chọn cho mình là nhảy ở điểm nào, nhặt đồ nào và chơi đội hình gì, cũng như là tìm kiếm xem có những cái đom đóm ở đâu để các bạn có thể hồi nộ, và những ụ vàng mặc định ở trên map thì nó ở chỗ nào. Thì cái đấy nó sẽ là những cái nói chung về cái phần kinh nghiệm chơi game. Còn kỹ thuật thì là những thứ như là các bạn có thể dash, né di chuyển, tấn công, trèo tường, hay là những cái combo về vũ khí, combo cơ bản, combo nâng cao. Và đây sẽ là một cái video dự án khá chi tiết của mình để mà làm sao các bạn có thể từ con số 0, các bạn có thể hiểu được game, cũng như là chơi game tốt hơn, cải thiện cái mức danh của mình lên mức danh cao hơn. Và xịn xò hơn thì có thể là các bạn cũng có thể đánh giải được. Nên là anh em nào mà xem video này của mình mà thấy hữu ích thì đừng quên bấm like cũng như là bấm đăng ký kênh để giúp mình có động lực để làm cho những video lần sau nhá. Về phần kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ chia nội dung ra làm hai phần, đó là kỹ thuật dành cho newbie cũng như là kỹ thuật nâng cao. Thì kỹ thuật dành cho newbie thì chúng ta sẽ có một số cái cơ bản, cái này các bạn nào chơi game lâu lâu rồi thì biết hết rồi, cái này chỉ dành cho newbie thôi. Và đó là kỹ thuật di chuyển, hay là cái kỹ thuật giao tranh. Thì để dễ hiểu hơn thì mình sẽ nói cho các bạn như bài chưa biết. Thì khi mà các bạn mới bắt đầu chơi game, Naraka Blade Boy nó là một cái dạng game PK chặt chém, nên là cái phần di chuyển sẽ là một trong những phần quan trọng nhất của game. Và để di chuyển được mượt thì tất nhiên là các bạn không chỉ chạy bộ trông giống như mấy con bot được, nên là các bạn phải kết hợp cùng với các kỹ thuật di chuyển như là kỹ thuật chip dash, các kỹ thuật focus dash và kỹ thuật trượt nhảy, cũng như là móc dây rồi leo tường và leo trần nhà. Thì đầu tiên về kỹ thuật di chuyển thì chúng ta có kỹ thuật di chuyển focus chip dash. Thì tức là khi mà các bạn đang gồng xanh nhưng mà các bạn không thả thì các bạn có thể chip ngay trong cái lúc mà người của nhân vật của bạn đang có màu xanh, thì các bạn sẽ được di chuyển lên phía trước. Và cái kỹ thuật này thì giúp cho các bạn di chuyển nhanh hơn trong mấy việc so với cái việc là các bạn chạy bộ thông thường giống như con mốt vậy. Và ngoài ra mà khi không gặp địch thì các bạn cũng có thể kết hợp thêm cái trượt nhảy, đó là C-Space, để giống như thế này. Tuy nhiên là cái này nó cũng không quá khó và làm cũng khá dễ thôi, nên là bạn nào muốn chi tiết hơn thì có thể vào cái clip cũ mà mình đã hướng dẫn ở đây rồi. Sau cái vấn đề về di chuyển thì chúng ta sẽ đến với cái thứ hai, đó là vấn đề móc dây, kỹ thuật móc dây. Và thường thì các bạn mới chơi ấy, thì chưa biết cái móc dây này, chỉ nghĩ đơn giản nó chỉ lại là di chuyển thôi. Thì khi mà các bạn móc dây xong thì các bạn sẽ bị bám dính vào tường. Như vậy thì nó rất là tù cũng như là rất là chậm. Thì thay vào đó thì các bạn có thể ấn chuột trái, tức là cái đòn đánh chuột trái ngay khi mà gần móc tới nơi, thì nó sẽ giúp các bạn trượt ở trên cái vật thể xa hơn. Nhớ là chuột trái nha, không được chuột phải đâu nha. Chuột phải là ối dồi ôi luôn nha. Ngoài ra thì sau khi mà các bạn móc cũng như là trượt xong qua cái vật thể đấy rồi, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật bên trên, đó là cái kỹ thuật focus chip dash. Ngay sau cái đòn móc dây đấy thì mình nghĩ là cái này nó sẽ thuộc về phần nâng cao hơn, nhưng mà nó cũng không quá khó đâu. Thì mình cứ để video ở đây cho các bạn xem ví dụ trông nó sẽ như thế nào. Và cái kỹ thuật thứ ba ở trong cái kỹ thuật di chuyển ấy, thì đó là các bạn có thể bám vào vật thể, bám vào trần nhà, vách núi, vách tường và sử dụng đòn đánh chuột trái để lao về phía trước. Đây nó ở trong game thì người ta gọi là đòn scale rush. Nhưng mà cái kỹ thuật này thì mình nghĩ là dùng để chạy trốn hoặc là truy đuổi nó sẽ khá phù hợp ở trong những cái khu vực có nhiều nhà, nhiều núi, nhiều cây.
Và để mà sử dụng cái kỹ thuật này thì các bạn nên bật thêm cái chế độ tương tác từ nhà, đấy là cái chế độ Interstelling Interaction cái gì đó ở trong phần setting gameplay. Và sau khi các bạn bật thì có thể bám vào nhà như thế này. Và vừa rồi là ba cái kỹ thuật new buy mà mình chỉ cho các bạn mới chơi mới vào game lần đầu và chưa biết một cái gì cả. Thì khi mà các bạn biết được ba cái kỹ thuật này rồi thì các bạn có thể kết hợp với nhau và di chuyển trông nó sẽ được mượt và chuyên nghiệp trông như thế này này. Let's go.